Kính chào quý vị, hôm nay thứ Tư ngày 22 tháng 5 năm 2019. Mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phần đầu bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang diễn ra chương trình y tế cộng đồng điều trị cho các bệnh nhân thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Chương trình sử dụng phác đồ An Cốt Nam do Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Tâm Minh Đường và Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền An Dược phối hợp xây dựng. Phác đồ là sự giao thoa của y học cổ truyền Việt Nam, y học cổ truyền Nhật Bản và y học hiện đại, mang lại hiệu quả điều trị tích cực cho nhiều bệnh nhân thoái hóa, thoát vị. Đây là chương trình điều trị đầu tiên ở Việt Nam, có sự cam kết lên tới trên 70% hiệu quả về mặt điều trị. Đồ điều trị của bài thuốc An Cốt Nam nó có 3 bước. Bước thứ nhất là bài thuốc tắt sẵn và đóng gói. Và bước thứ hai là cao dán giảm đau sâu và bài tập chuyên biệt chuẩn Nhật. Ngoài ra có vật lý trị liệu để hỗ trợ nhanh chóng hiệu quả điều trị bệnh nhân tốt. Tùy theo cái vị trí, mức độ của thoát vị đĩa đệm mà mình thời gian điều trị sẽ rút ngắn hay là nó kéo dài. Tối thiểu là phải dùng hai liều trình, tức là 20 ngày liên tục. Nếu bệnh nhân bớt thì mình sẽ tiếp tục điều trị thêm 1-2 lần nữa cho nó hết bệnh. Còn nếu mình dùng 20 ngày mà nó không đỡ thì mình sẽ ngừng. Còn dùng thuốc bao lâu là tùy theo cơ địa hấp thụ thuốc của mỗi người. Có người thì dùng 3-40 ngày, có người 5-60 ngày. Cái tình trạng bệnh của tôi là bị thoái hóa đốt sống cổ, đốt số 5 và đốt số 6, rồi đau lan qua vai, đi lại rất khó khăn. Thực ra là nhiều khi ngủ cũng không ngon mà ăn cũng không được. Tôi thì tôi chưa chụp MRI, tại tôi có một cái bệnh tôi không thể chụp MRI được. Tôi chỉ chụp ít thì quang thôi. Tôi cũng điều trị nhiều nơi nhưng mà bệnh nó cũng không có giảm bao nhiêu cả. Từ khi có người quen chỉ tôi đến đây, thì tôi đến đây hôm nay được là liệu trình thứ Tư rồi. Bác sĩ, các nhân viên ở đây rất là nhiệt tình, chỉn chu, chăm sóc, rồi cấp thuốc, các cái hướng dẫn uống thuốc hay là các cái bài tập về nhà mình tập thêm ấy, là các cái nhân viên ở đây hướng dẫn rất là nhiệt tình. Mỗi một tuần thì tôi thấy là nhân viên cũng điện thoại hỏi thăm coi như cái bệnh của mình tiến triển tới đâu. Điều trị Cốt Nam á, là mỗi liệu trình là 10 ngày. Uống thuốc xong 30 phút rồi mình mới ăn sáng. Rồi tới buổi chiều á thì sau ăn cơm, tức là 30 phút thì mình mới uống thuốc. Rồi sau uống thuốc là 30 phút thì mình mới dán miếng cao dán, dán đúng chính giữa cái điểm đau đó. Ở nhà thuốc có cung cấp cái bài tập cho mình á, thì ít nhất một ngày mình tập là 30 phút trở lên. Ở đây trong cái sách hướng dẫn á, bác sĩ có dặn trong quá trình mình sinh hoạt hàng ngày á, tức là mình phải kiêng, tức là thịt gà, cua, tôm, đậu biển, các loại rau như là giá đỗ, đậu xanh, rau dền, mùng tơi là phải kiêng tuyệt đối. Khi mà tôi uống thuốc Nam lúc đầu thì tôi thấy nó hơi khó uống, nhưng mà sau vài ngày thì tự nhiên nó quen, mà tự nhiên tôi thấy nó rất là dễ ngủ, chứ không có phải như mấy cái thuốc kia. Ví dụ như uống thuốc Tây thì nó rất là mệt mỏi và nó ảnh hưởng tới cái đường tiêu hóa của mình. Cái đặc thù của cái An Cốt Nam này, cái lộ trình đầu tiên á, hình như nó đau hơn, đau lên một chút, nó bắt đầu nó giảm là từ cái lộ trình thứ hai trở đi thì bắt đầu giảm từ từ tới lộ trình thứ Tư là hết. Tới nay thì tôi chưa hết lộ trình thứ Tư nhưng mà bệnh của tôi đã ổn định, đi lại khỏe mạnh vẫn bình thường. Tôi cũng có cái lời gửi gắm tới tất cả các bệnh nhân. Thực ra là mình phải tin tưởng vào nhà thuốc và mình phải có cái tính kiên trì. Theo tôi hiểu thì tùy theo cái cơ địa của mỗi người. Ví dụ như anh cái cơ địa anh nó ấy thì nó nhanh hết. Còn ví dụ như anh bệnh nặng hơn thì có thể nó kéo dài, ví dụ như 5-6 liệu trình gì đó. Tôi có lời cảm ơn rất chân thành đến nhà thuốc An Cốt Nam đã nhiệt tình và chu đáo tới tất cả các bệnh nhân.